Xin chào tất cả các bạn, mình là Ruby Quỳnh, mình là co-founder của công ty cổ phần Rain Coffee, một doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh cà phê hạt nguyên chất và làm nhượng quyền thương hiệu. Trong video ngày hôm nay, mình rất vui được chia sẻ với các bạn một trong những bí quyết, một trong những bí mật tư duy của người thành công được chia sẻ từ thầy T.H. Baker đã làm thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ của mình về người giàu và đã có tác động vô cùng tích cực đến cuộc sống của mình. Có bạn nào cũng giống mình trước đây luôn nghĩ rằng người giàu là những người xấu không ạ? Trước đây thì mình luôn nghĩ những người giàu là những người xấu. Họ có thể dùng rất là nhiều những cái thủ đoạn để kiếm tiền hoặc là họ là những người rất là keo kiệt, bủn xỉn. Thậm chí là mình nghĩ rằng là nếu họ có thể thành công được có thể là không phải do họ tài năng mà là do họ được xuất thân trong một cái gia đình có điều kiện và con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa thôi. Và trên thực tế là những cái niềm tin tiêu cực đấy không giúp ích được gì cho mình, thậm chí lại làm cho cái cuộc đời của mình trở nên khốn khó hơn. Thực tế thì mình đã có những cái công việc rất là tốt, có mức thu nhập cũng là tốt, nhưng mà mình chẳng bao giờ mình giữ được tiền cả. Và mình cũng chẳng thể nào mà có những cái cách để làm cho tiền sinh ra tiền và mình trở nên giàu có được cả. Mãi sau này khi mà được nghe tới cái triết lý này của T.H. Baker trong cuốn sách Bí mật tư duy triệu phú thì mình mới hiểu ra lý do tại sao mình lại không giàu, tại vì mình không cho phép sự giàu có đến với mình không yêu quý những người giàu, mình không trân trọng và mình không ngưỡng mộ những người giàu thì trong tiềm thức của mình đã mặc định rằng là mình không xứng đáng với việc giàu có và mình không phù hợp để trở nên một người giàu có. Và điều đó đã dẫn tới là mình kiếm được bao nhiêu tiền thì mình tiêu hết bấy nhiêu và mình không biết cách quản lý tiền bạc cũng như là không biết cách để giữ tiền ở lại với mình và để có một cái sự sinh sôi nảy nở. Điều nguy hại thứ hai đấy là khi mà mình có những suy nghĩ thiếu tích cực dành cho người giàu cũng như là khi mình nhìn thấy những cái người giàu có và thành công hơn mình thì mình đố kỵ và mình khó chịu với họ ấy. Thì đúng là ở ngay tại cái thời điểm đấy những cái người giàu có cái khối tài sản của họ cũng chẳng hao hụt đi chút nào và họ cũng chẳng cảm thấy muộn phiền hơn chút nào, nhưng mà bản thân mình khi sinh ra cái tâm lý đó thì bản thân mình rất là hậm hực, khó chịu và làm tổn hại đến cái năng lượng của mình. Và rõ ràng rằng là đến khi mà mình học được cái bí quyết này, cái bí mật mà được thầy T.H. Baker chia sẻ thì mình mới thấy rằng là những cái suy nghĩ thiếu tích cực đó và những cái niềm tin không đúng đó của mình nó đang kìm hãm cái sự phát triển của mình. Và sau đó thì mình đã thay đổi hoàn toàn cái niềm tin đấy. Mình luôn chúc mừng thành công của tất cả những người khác và khi thấy bất kỳ ai ở xung quanh mình thì mình cũng đều tôn họ là một cái vị thầy, là những cái người mà họ đâu đó họ có điểm nọ điểm kia mình có thể học hỏi được và phát triển. Khi mà mình đứng trên cái quan điểm và cái suy nghĩ và cái tư duy đó thì mình cảm thấy mình được rất là nhiều người yêu quý và rất nhiều người xung quanh mình sẵn sàng chia sẻ với mình, sẵn sàng góp ý với mình. Tại vì thời điểm đó là mình mở lòng ra đón nhận tất cả những cái đóng góp và những cái ý kiến của mọi người dành cho mình với tinh thần vô cùng thiện chí. Mình có nhiều bạn hơn và các mối quan hệ tốt đẹp cũng chân tình hơn, cũng dần dần có càng ngày càng nhiều và nó giúp ích rất nhiều cho cái công việc và cái sự nghiệp kinh doanh của mình một cách tự nhiên mặc dù mình không có chủ đích như thế. Đồng thời thì mình cũng biết cách cái quản lý tài chính và tiền bạc hơn. Mặc dù bây giờ thì mình cũng chưa trở nên giàu có, nhưng rõ ràng rằng là cái tư duy này nó đã giúp ích làm cho cái cuộc sống của mình, cái tâm hồn của mình nó trở nên thư thái và bình an hơn rất là nhiều, cũng như là mình có rất là nhiều những cái cơ hội để phát triển sự nghiệp kinh doanh. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe video này của mình. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích với các bạn thì hãy like, comment để mình có động lực làm các video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.